Ngọc Hương và cô Diệu Thảo rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Ngọc Hương có cái gì là lạ? Mới cắt tóc phải không? Cô Diệu Thảo công nhận là tinh ý thiệt đó. Thì Ngọc Hương làm chương trình Món Ngon Mỗi Ngày cũng lâu rồi, nên cũng muốn thay đổi để làm mới mình chứ. Nhưng mà chắc cũng có nguyên nhân khác, hay là Ngọc Hương sắp đi chơi đây? Mùa hè nóng nực thì mình phải cắt tóc cho nó mát mẻ. Quả thật là Ngọc Hương cũng sắp đi picnic với gia đình. Hay là sẵn đây cô Diệu Thảo hướng dẫn cho Ngọc Hương một món ăn để đi picnic đi. Có ngay, cô sẽ giới thiệu cho Ngọc Hương và quý vị khán giả một món ăn vừa đa dạng vừa bổ dưỡng mà lại rất là dễ chế biến nữa. Đó là món bắp vàng trộn xúc xích. Để thực hiện món bắp vàng trộn xúc xích, chúng ta chuẩn bị 200g bắp hạt, một ít cà rốt cắt hạt lựu, 2 cây xúc xích, ngò tây, salad và không thể thiếu một loại gia vị làm cho món ăn thêm ngon và bổ dưỡng, đó là sốt mayonnaise Lisa. Ngọc Hương thấy á, bắp hạt này á, là cô mua là cái dạng là hộp bắp trong hộp, cô sử dụng bắp trong hộp, đúng rồi. Bắp trong hộp thì chúng ta đỡ phải chế biến rất là nhiều vì nó ít mất thời gian, chúng ta có thể lấy ra và trộn ngay. Nhưng mà đúng rồi cô Thảo, nhưng mà rất là đúng, bởi vì cô biết là Ngọc Hương thắc mắc, nếu chúng ta không sử dụng bắp hộp thì chúng ta cũng có thể sử dụng bắp tươi. Nếu mà bắp tươi thì chúng ta sẽ cắt ra và sau đó luộc hoặc là hấp để cho phần bắp này chín trước khi chúng ta trộn món salad. Nhưng mà chúng ta luộc hay là hấp thì cái độ chín nó phải như thế nào là ngon hả cô? Chúng ta chỉ luộc hoặc là hấp cho nó vừa chín tới thôi, để mà bắp vừa chín thì vẫn giữ được cái độ giòn của những cái hạt bắp này. Và đặc biệt là cái loại bắp vàng này có một cái đặc điểm là có vị ngọt và có độ giòn. Quý vị khán giả thân mến, nếu sử dụng bắp tươi thì quý vị lưu ý là chúng ta sẽ hấp bắp vừa chín. Sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị các nguyên liệu là bắp hạt rồi nè, cà rốt thì chúng ta sắc hạt lựu và sau đó chúng ta cũng trần sơ đi, thì chúng ta sẽ sang đến phần xúc xích này. Phần xúc xích này đơn giản là chúng ta cắt khoanh thôi. Xúc xích thì mình có thể sử dụng là xúc xích heo hay là xúc xích gì cũng được đúng không cô? Đúng rồi, chúng ta có thể sử dụng những cái loại xúc xích có cái hương vị khác nhau, ví dụ như xúc xích heo, xúc xích gà hoặc là xúc xích xông khói sẽ càng ngon. Phần xúc xích xong, bây giờ đến phần salad. Salad mà chúng ta lựa chọn thì quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta chọn salad để mà làm món bắp vàng trộn xúc xích này thì chúng ta chọn loại salad Đà Lạt thì mới ngon. Ủa, nếu mà em sử dụng salad bình thường được không cô? Sao phải nhấn mạnh là phải mua salad Đà Lạt? Trong món salad thì chúng ta sử dụng salad Đà Lạt thì sẽ ngon hơn, vì salad Đà Lạt có đặc điểm thứ nhất là sẽ rất là giòn, và thứ hai nữa là salad Đà Lạt có cái độ ngọt, cho nên khi chúng ta trộn thì salad Đà Lạt sẽ ngon hơn là những loại salad khác, ví dụ salad dúm chẳng hạn thì sẽ không bằng đâu. Giòn và ngọt hả? Để em thử nha. Rồi bây giờ khi mà chúng ta đã chọn salad và chúng ta rửa sạch rồi thì mình sẽ sắc ra thành khúc có độ dài khoảng chừng 2cm như thế này. Phần ngò tây chúng ta sẽ chừa lại một nhánh nhỏ để chúng ta trang trí trong phần cuối, còn tất cả những cái phần này thì chúng ta sắc nhuyễn. Rồi các nguyên liệu đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tô để mà trộn tất cả các nguyên liệu này với nhau. Đúng là món ngon trong tích tắc. Chúng ta sẽ cho hết phần bắp vàng này vào, sau đó là đến phần cà rốt cắt hạt lựu chúng ta đã trụng sơ rồi. Mà Ngọc Hương nhớ nha, cà rốt cắt hạt lựu khi chúng ta trụng cũng sẽ rất là nhanh, vì cà rốt cắt hạt lựu nhỏ rồi cho nên sẽ rất là nhanh chín. Các nguyên liệu còn lại là gồm có ngò tây sắc nhuyễn, xúc xích chúng ta đã cắt khoanh mỏng và salad Đà Lạt. Và bây giờ chúng ta sẽ cho phần sốt mayonnaise Lisa này vào. Đây là một cái gia vị giúp cho món ăn có cái vị ngon rất là đặc biệt. Chúng ta cho vào khoảng 2 muỗng canh sốt là vừa. Cô sẽ nêm thêm một ít muối và tiêu. Rồi trộn đều. Cô Diệu Thảo ơi, trong quá trình mà Ngọc Hương theo dõi cô thực hiện món này á, thì Ngọc Hương thấy á, quả đây là một món rất là thích hợp cho những ngày hè mà chúng ta đi picnic nè. Ví dụ như là nguyên vật liệu chúng ta có thể chuẩn bị sẵn ở nhà, khi ra đến nơi picnic thì chúng ta có thể lấy và chúng ta trộn. Là trộn chung với nhau là xong, đúng rồi. Nhưng mà cô Thảo ơi, Ngọc Hương lại có một cái thắc mắc nữa. Bởi vì á, nếu mà đi picnic á, thì nếu mà Ngọc Hương đem cả chai sốt mayonnaise Lisa như vậy á, thì dường như là hơi to một chút. Có ngày cô sẽ tặng cho Ngọc Hương một cái gói nhỏ sốt mayonnaise này. Đây là một cái sản phẩm rất là tiện dụng vì nó chỉ vừa đủ để chúng ta có thể trộn được một cái phần salad rất là tiện. Cảm ơn cô Diệu Thảo. Wow, nhỏ và rất là tiện dụng. Rồi, có ngay món ăn rồi đây. Cô Thảo ơi, bây giờ món ăn của mình đã hoàn tất rồi. Đúng là tích tắc. Bây giờ thì cô Diệu Thảo
chuẩn bị ra dĩa đi. Cô chuẩn bị một cái dĩa rồi đây. Cho một vài lá salad lên cho đẹp. Và chúng ta sẽ lấy cái phần salad bắp này lên. Đầy đủ màu sắc luôn, đúng là ngày hè thêm sôi động. Ông Hương biết không, trong tất cả các nguyên liệu này, mỗi loại nguyên liệu rau nè, bắp nè, cà rốt nè đều cung cấp cho ta những cái loại vitamin khác nhau. Đặc biệt là trong phần bắp vàng thì nó cung cấp vitamin E, giúp cho làn da rất là mịn màng và đẹp nữa đó. Wow, Ngọc Hương đi picnic nè, có thể là đi biển đều có thể sử dụng món này đúng không cô? Bởi vì có một làn da rất là khỏe mạnh và là đẹp nữa. Món ăn xong rồi, mời Ngọc Hương thưởng thức thử xem nè. Cảm ơn cô Dự Thảo. Màu sắc á thì tuyệt vời, xanh đỏ. Khi mà ăn vào á có một cái cảm giác là rất là phấn khởi, bởi vì giòn của bắp nè, của cà rốt nè, cộng với sốt mayonnaise, quả đúng là món ăn vừa nhanh trong tích tắc, vừa lại rất là hợp với mùa hè. Món ngon trong tích tắc. Chúc quý vị khán giả sẽ thành công và ngon miệng, cũng như là có những ngày hè thật vui cùng với những người thân yêu của mình. Chương trình Món Ngon Mỗi Ngày luôn mong chờ những ý kiến đóng góp của quý vị khán giả. Gửi thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Còn bây giờ, Ngọc Hương và cô Dự Thảo xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.